Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình như mộng của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô trở về nhà sớm hơn mọi ngày nên bà Tâm cũng hỏi thăm. Diệu Linh đang học bài mà nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên ra chào hỏi. Nhưng mà tâm trí cô đang rối bời cho nên không nói gì nhiều. Cô trả lời qua loa vài câu rằng mấy hôm nay đi làm về mệt quá nên muốn ngủ nghỉ sớm một hôm rồi đi vào phòng. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, lúc này mới lấy trong túi áo ra một hộp que thử thai. Cô vốn không muốn tin, nhưng mà để xác định chắc chắn cô bắt buộc phải thử. Chỉ mất khoảng 20 giây để biết được kết quả. Nhưng mà trong 20 giây đó, cô dường như đã nín thở vì chờ đợi. Không biết cô đã cầu trời khấn Phật biết bao nhiêu lần rằng đừng có xảy ra chuyện như chú xe ôm nói. Nhưng rồi hai vạch đỏ chót hiển thị trên chiếc que kia làm tim cô thắt lại đau điếng. Không thể nào, tại sao chỉ có một lần mà lại có được chứ? Không thể nào đâu, chắc chắn là cái que này bị hư rồi. Phải, nó đã bị hư. Cô hoang mang xóa đi tất cả bằng chứng, chứng minh rằng bản thân mình đang có thai, xóa sạch vào thùng rác. Cả đêm hôm đó cô đã phải trằn trọc không ăn cũng không ngủ được. Đôi mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mong cho trời mau sáng. Cô phải đến bệnh viện xác định lại một lần nữa. Một chuyện hệ trọng như thế thì làm sao gán niềm tin vào một chiếc que bé xíu như thế được. Sáng sớm hôm sau, đúng như dự định mà cả đêm qua cô đã nghĩ, đồ ăn sáng Diệu Linh đã nấu xong hết. Nhưng cô cũng không nuốt nổi nên nói muốn đi làm. Thế cô vội vàng bỏ đi, bà Tâm liền lo lắng hỏi Diệu Linh. Chị hai con dạo này xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ cứ thấy nó kỳ lạ làm sao ấy. Diệu Linh dạo gần đây cũng rất bận việc học hành thi cử, lại thêm việc chăm sóc cho mẹ nên cũng không có thời gian nhiều để chú ý đến Diệu Nhi. Con cũng không biết nữa, mẹ nói con mới để ý đó thôi, như là chị ấy có hơi là lạ thật. Này, nó có nói với con số tiền để phẫu thuật cho mẹ ở đâu ra chưa? Sao mẹ cứ cảm thấy bất an làm sao đó? Con có hỏi nhiều lần lắm rồi, nhưng mà chị ấy chỉ nói là mượn của người ta, còn mượn của ai thì chị ấy không chịu nói. Như vậy bà Tâm liền lo lắng hơn. Mượn được số tiền lớn như thế, có phải nó đã bị uy hiếp chuyện gì rồi không? Hay là nó mượn tiền của bọn xã hội đen, tiền lãi đóng cao quá cho nên mới áp lực ra nông nỗi như thế? Diệu Linh thấy bà lo lắng nên càng thấy sợ hơn. Sức khỏe của bà đang không tốt, lúc này vẫn là không nên bị kích động hay buồn rầu. Con nghĩ không phải mấy chuyện tiền bạc đó đâu mẹ, có thể là công việc của chị ấy ở chỗ nào đó không suôn sẻ, nên chị ấy mới thế thôi. Mẹ thương tụi con thì phải sống thật khỏe mạnh mới được. Mẹ cứ lo lắng rồi suy nghĩ nhiều thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bệnh lại mà thôi. Bà Tâm đúng là may mắn khi có được hai cô con gái vô cùng có hiếu. Để không làm các con lo lắng thêm, bà liền cười hiền rồi vuốt ve Diệu Linh. Về phần Diệu Nhi, cô đã chờ hết một buổi ở bệnh viện phụ sản để lấy kết quả. Cuối cùng thì tờ giấy ấy cũng nằm trên tay, nhưng mà cô lại hoang mang đến độ không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cô gái trẻ, bây giờ cô đang có thai đó, không thể rơi nước mắt như thế, đứa trẻ sẽ buồn theo đó. Vị bác sĩ hiền hậu không thấu hiểu được nỗi thống khổ của cô hiện giờ, nên cho ra lời khuyên rất tận tâm. Thấy cô ngồi bần thần ở đó, nước mắt không ngừng rơi, mà cứ tưởng là cô đang vui mừng quá độ nên mới thế. Lúc này đáp lại sự chúc mừng vui vẻ của bác sĩ, lại là câu nói không một chút kiêng dè của cô. Bác sĩ, tôi muốn phá thai. Bác sĩ vừa rồi còn hiểu lầm, nghe cô nói chắc nịch một vẻ như thế cũng đổi sắc sửng sốt. Cô không muốn giữ đứa bé à? Dù gì nó cũng đã có tim thai rồi, cô không cảm nhận được mình đang mang một sinh linh mới sao? Hoàn cảnh của tôi bây giờ thật sự không thể có thai, mang nó trong mình thì được, nhưng khi sinh nó ra rồi, tôi sẽ không có điều kiện nuôi nó. Đó không phải là ác hơn đối với nó sao? Vị bác sĩ này như đã trải qua nhiều lần chứng kiến cảnh này nên không hề nổi giận. Bác sĩ thở dài, sau đó tỏ ra tiếc nuối và vô cùng muốn đối phương hãy suy nghĩ lại. Diệu Nhi, tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng đứa trẻ nó là giọt máu của cô. Lúc nãy siêu âm cô có thấy không? Đứa bé đang sống bằng sức sống của cô. Tim nó đang đập nhờ trái tim người mẹ đang ban cho nó. Nó là một phần thịt, phần máu quan trọng của cô. Lấy nó ra rồi cô không thấy đau sao? Nghe vậy khóe mắt cô rung rinh. Tôi cũng không biết. Tôi không biết mình nên làm thế nào mới đúng nữa. Đừng khóc cũng đừng hoang mang. Chồng cô có đi cùng chứ? Tôi chưa có chồng. Vậy đứa bé này? Nó là một sự việc ngoài ý muốn. Tôi không nghĩ bản thân tôi lại may mắn đến nỗi một lần sơ sẩy đã dính giọt máu này. Vị bác sĩ bình tĩnh. Diệu Nhi, cô nghe tôi nói. Cuộc sống của cô đang thế nào tôi cũng không biết. Nhưng bây giờ mẹ đơn thân không ít. Xã hội cũng có những tấm lòng rộng lớn, luôn giang tay giúp đỡ những mẹ bỉm sữa gặp khó khăn. Tôi thấy cô nên nghĩ thoáng lên một chút. Nếu xã hội này không bỏ rơi kẻ bất hạnh, thì tại sao cô lại từ bỏ đứa trẻ tội nghiệp trong bụng? Cũng chính vào lúc này, bà Mộc Lan đang ngồi ngoài sân vườn uống trà hưởng hoa. Điện thoại bất chợt reo lên, bà liền nhấc máy nghe. Khuôn mặt bà đang rất bình thường, nhưng sau khi nghe đối phương nói vài câu, bà liền kích động. Cậu nói sao? Cô ta có thai rồi à? Dạ đúng rồi bà chủ, chúng tôi vẫn đang theo sát cô ấy. Lúc nãy vừa thấy cô ấy vào bệnh viện phụ sản là chúng tôi đã muốn gọi cho bà rồi. Nhưng mà còn phải đợi thông tin chính xác mới dám báo cho bà hay. Cô ta đúng là giỏi thật. Mới một lần mà cũng dính luôn sao? Các cậu có điều tra kỹ chưa? Rằng từ lúc đó đến nay cô ta không qua lại với bất kỳ thằng đàn ông nào phải không? Dạ chúng tôi đã điều tra kỹ lắm rồi. Hoàn cảnh của cô ta thật sự không tốt. Cô ta thậm chí còn không có bạn bè, nên càng không có qua lại với người đàn ông nào cả. Ngoại trừ hôm đó cùng đi với cậu chủ ra, thì cô ta chưa từng đi với người khác giới nào. Thực ra ngay từ cái hôm mà Mộc Lan nghe thông tin cháu trai cưng của mình qua đêm cùng cô gái lạ trong khách sạn cao cấp, là trong lòng đã sinh nghi nhiều chuyện. Đối với bà ấy, Nam Du là một người đàn ông quá đỗi xuất sắc, nên bà vẫn luôn thâu tóm trong tay tất cả mối quan hệ xung quanh anh. Chỉ là những chuyện này bà luôn làm trong âm thầm, vì bà thừa biết tính tình đứa cháu này của mình, không thích ai đó xen vào cuộc sống riêng tư. Nhưng bà vẫn cố chấp làm thế, vì lý do duy nhất là muốn bảo vệ cháu mình một cách tốt nhất. Thông qua sự điều tra trước đó, bà đã quá hiểu hoàn cảnh của Diệu Nhi, nhưng mà bà không mấy hài lòng vì xuất thân của cô quá thấp kém. Vốn định để yên cho qua luôn chuyện này, vì thấy Nam Du cũng không qua lại gì với cô nữa. Nhưng mà lần này lại hay tin động trời, nên có lẽ bà phải suy nghĩ thêm. Tôi biết rồi, các cậu cứ theo sát cô ta đi. Khoan đã bà chủ, hình như cô ta không có ý giữ lại đứa bé. Vừa nãy tôi có nghe ngóng được cô ta đang cùng bác sĩ bàn bạc chuyện phá thai. Bà Mộc Lan nghe xong liền tức giận. Vốn dĩ bà đã không để cô vào mắt, ấy vậy mà bây giờ nghe tin này, bà còn thấy căm ghét cô hơn bội phần. Trên đời này làm gì có bà mẹ nào lại nhẫn tâm với con mình như thế. Huống hồ nó vẫn còn chưa chào đời. Chỉ có những người phụ nữ trong lòng đầy tâm cơ, đầy sự toan tính, nên mới nghĩ được đến chuyện ác độc đến thế thôi. Bằng mọi cách phải ngăn cản cô ta lại cho tôi. Nó lấy cái quyền gì mà phá bỏ đi giọt máu của nhà họ Trịnh? Được vinh hạnh mang trong mình dòng dõi nhà này đã là phúc ba đời của cô ta rồi. Các cậu cứ gặp trực tiếp bác sĩ trưởng khoa, rồi nói ra tên của tôi để yêu cầu họ không được thực hiện việc làm sai trái đó cho cô ta. Còn lại mọi chuyện về sau tôi sẽ tự giải quyết. Dạ bà chủ. Bà Mộc Lan tức giận tắt máy. Khuôn mặt bà bình thường cũng hiền lành phúc hậu, nhưng mà hiện tại lại mang một vẻ thâm sâu khó tả. Bà dừng mọi chuyện đang làm lại, ngồi suy nghĩ một hồi. Được một lúc lại cầm điện thoại gọi cho Nam Du. Con có đang bận việc gì không? Về nhà một chút, nội có chuyện muốn nói với con. Tuy không nhìn thấy gương mặt bà lúc này, nhưng anh vẫn cảm nhận trong giọng nói có gì đó rất lạ, nên thận trọng đáp lời. Có chuyện gì quan trọng không nội? Chuyện rất hệ trọng. Nếu con không bận việc gì thì về nhà đi, bà sẽ nói rõ hơn. Vậy nội đợi một chút, con về nhà ngay đây. Nam Du không nghĩ ra được chuyện gì mà bà nội muốn gặp mình gấp như thế, nhưng vẫn tranh thủ chạy về nhà một chuyến. Đến khi đã ngồi trước mặt bà, nhìn thấy sự việc nghiêm trọng đang hằn trên gương mặt già nua đó, anh mới thấy bất an. Có chuyện gì mà nội gọi con về gấp vậy? Bà Mộc Lan bình tĩnh nói. Nam Du, bao nhiêu lần nội nhắc con cái chuyện lấy vợ, con đều cho qua không muốn nói. Nhưng nếu bây giờ nội muốn con phải làm chuyện đó ngay lập tức, thì con thấy thế nào? Sao đột nhiên nội lại có ý đó? Cô gái lần trước cùng đi khách sạn với con đã có thai rồi. Chuyện nội đang nói chính là cô ta. Có thai? Nam Du nhào mắt, anh bán tín bán nghi việc này nên hỏi lại. Bà Mộc Lan lại lần nữa chắc nịch. Đúng, cô ta có thai rồi, vậy con định thế nào đây? Nhưng sao nội lại biết chuyện này? Chẳng lẽ nội cho người theo dõi con? Không, con nghĩ lại xem, con là một nhân vật tầm cỡ thế nào ở cái xã hội này. Chuyện con cùng một cô gái qua đêm trong khách sạn cao cấp đã lan truyền đến thế nào con biết không? Những điều này con không để tâm nhưng nội thì có. Hôm nay cô gái đó đã đến bệnh viện phụ sản kiểm tra. Những người biết tin tức con cùng cô ta trước đó lại được dịp đồn ầm lên rồi. Lần này xem ra nội không thể ngồi yên để con tự quyết được nữa. Nội muốn con nhanh chóng đưa dòng máu nhà họ Trịnh về đây ngay, không được chậm trễ. Nam Du vốn không có cảm giác yêu đương với ai. Từ ngày Yến Nhi rời đi, trái tim anh cũng đột nhiên bị khối lạnh niêm phong kết tầm. Hơn nửa trong mắt anh hiện tại, Diệu Nhi chỉ là một cô gái không có liêm sỉ. Vậy nên chuyện này càng không thể. Mặc kệ cô ta muốn giở trò gì, nhưng còn nhất định không để một người tâm cơ không trong sạch như cô ta ở bên. Nội cũng bỏ ý định này đi. Cho dù cô ta có tâm cơ không rõ ràng, thì giọt máu nó đang mang là của con. Nội không cho phép dòng dõi nhà chúng ta bị lưu lạc bên ngoài. Dù gì đây cũng là đứa cháu đầu, là đích tôn của nhà họ Trịnh. Nội không cho phép con làm ngơ. Sao nội biết đó là trai hay gái mà đã vội cho là đích tử? Tóm lại con sẽ không lấy một cô gái tâm tính không thiện về bên cạnh mình. Anh dứt khoát không đồng ý chuyện bà Mộc Lan nói, nên thẳng thắn đứng lên. Bà Lan như đã liệu trước được điều này nên nói với theo đằng sau. Có điều bà đang mạnh khỏe nhưng lại nói bằng giọng rất mệt mỏi. Nội không nói sẽ bắt con lấy nó, chỉ là đưa nó về đây. Đợi cho nó sinh xong đứa bé sẽ đuổi nó đi. Nó về đây sẽ không có cưới hỏi. Nếu nó đòi hỏi chuyện đó thì cùng lắm con cùng nó âm thầm đi đăng ký kết hôn là được. Đến khi đứa trẻ ra đời, con lại đi ly hôn là xong. Chuyện này ngoại trừ nhà chúng ta ra cũng không ai biết gì. Như thế cũng coi như danh tiếng không bị quá ảnh hưởng. Nam Du nghe xong liền quay lại. Thấy sắc mặt bà đột nhiên tái đi khiến anh lo lắng ngồi cạnh bên. Có gì nội từ từ nói. Nội kích động vậy làm gì? Nam Du nghe lời nội. Con nghe nội một lần đi con. Nhưng mà ai biết đó có phải là con của con hay không? Con và cô ta chỉ một lần duy nhất. Đến nay cũng không gặp lại, chuyện này sao có thể? Nếu nó sinh ra đứa trẻ không phải của con, thì chúng ta có thể một tay tống cổ cả mẹ cả con ra đi. Con nghe nội đi con, một lần này thôi con. Đối diện với chuyện cầu xin của bà Lan, Nam Du không nỡ nên bắt đầu siêu lòng. Mặc dù đồng ý thì anh rất khó chịu càng không cam lòng. Nhưng không đồng ý, ngày ngày nhìn nội buồn bã rồi bệnh hoạn, càng khiến anh không muốn hơn. Được, con đồng ý. Nhưng khi đứa bé ra đời, con sẽ lập tức ly hôn. Bà Lan như được ý liền hớn hở chiều ý cháu trai. Nội biết con là đứa trẻ có hiếu nhất mà. Cảm ơn con cũng không cần bận tâm gì đâu. Chuyện này nội sẽ lo liệu giúp cho con. Ở trước cổng bệnh viện, Diệu Nhi lê từng bước thảm thương rời khỏi nơi đầy mùi thuốc đó. Thật ra không cần thuộc hạ của bà Lan can thiệp, lòng cô cũng đã bị bác sĩ đó làm cho lay động. Bác sĩ nói không sai, cô có trăm sai ngàn sai thì đứa trẻ cũng không sai. Bà Tâm dù có khổ cực thế nào cũng không bỏ hai chị em cô. Vậy tại sao bây giờ cô lại làm thế với chính đứa con của mình? Cô còn mãi thẫn thờ ngồi trên ghế đá ven đường. Hôm nay cô bỗng thấy lười biếng quá, kiếm tiền không muốn, ăn uống càng không. Thậm chí đứng lên bước đi cũng thấy mệt mỏi. Từ lúc biết tin mình có thai, cô đã mãi bần thần không thể làm được gì. Điện thoại trong túi đeo ngang bụng vang lên. Mở ra thì thấy Diệu Linh đang gọi. Để đứa em gái hay nhạy cảm này không lo lắng, cô đã vội chỉnh đốn lại tâm trạng rồi nhấc máy. Chị hai đang ở đâu vậy? Có thể về nhà một chuyến được không? Xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ bị mệt nữa hay sao? Dạ không, tóm lại chị mau về nhà đi. Có người đến nói muốn hỏi cưới chị. Cái gì? Bà Mộc Lan vừa nói đã làm ngay. Cứ sợ đêm dài lắm mộng, sợ cô không phá thay được chỗ này sẽ tìm đến chỗ khác, nên bà muốn giải quyết cho nhanh gọn. Trong căn nhà ọp ẹp liêu xiêu, bà Lan đi cùng vài tên thuộc hạ bước vào trong. Ở đó chỉ có một cái bàn gỗ đã cũ duy nhất. Bà Lan ngồi xuống đó, thuộc hạ đứng tấp nập đằng sau. Đối diện là cái giường nhỏ của bà Tâm. Diệu Linh cũng đang ngồi ôm lấy mẹ vì sợ cảnh đông đúc bất ngờ này. Bà Mộc Lan bày ra vẻ hiền dịu khoan từ, nụ cười mang một nét sang trọng nhưng không quá phô trương nhoẻn trên môi. Chào bà có phải là mẹ của con bé Diệu Nhi không? Bà Tâm không hiểu gì nên rất ấp úng. Đúng vậy, còn bà là... À, tôi là người đến để hỏi cưới con gái bà cho cháu trai của tôi. Bà nói sao? Hỏi cưới? Đúng, con gái bà Diệu Nhi và cháu trai tôi Nam Du đã có qua lại từ trước. Hơn nữa bây giờ chúng nó cũng đã có trái ngọt luôn rồi. Tôi là người có vai vế lớn nhất nhà họ Trịnh. Tôi nghĩ chuyện này tôi nên đích thân đến để bày tỏ lòng thành, muốn cưới con gái bà về nhà chúng tôi. Bà Tâm suýt chút mất hồn vì câu bà Mộc Lan vừa nói. Quả ngọt là ý gì chứ? Sao bà ta lại nói thế? Bà có hiểu lầm gì không? Con gái tôi nó vẫn bình thường, quả ngọt gì chứ? Xin bà xem xét lại. Đừng để con gái tôi phải chịu điều tiếng xấu được không? Không, tôi không làm đâu. Tôi phải biết rõ mới đến đây bàn chuyện chứ. Bà Lan nói xong liền vẫy tay thật nhẹ. Thuộc hạ đằng sau hiểu ý liền mang đến cho bà Tâm một bao phong bì đỏ. Đây là chút thành ý, xem như là quà gặp mặt tôi dành cho gia đình bà. Mong bà nhận cho tôi vui. Sau này chúng ta đều là người nhà nên bà đừng khách sáo. Diệu Linh nhìn bao đỏ trong tay mẹ mà thoáng cau mày. Tại sao căn nhà nhỏ này không bao giờ được bình yên vậy? Chuyện ập đến cũng dồn dập, không cho con người ta nghỉ ngơi luôn hay sao? Bà ơi, bây giờ chị hai con không có nhà. Mẹ và con cũng không biết chuyện thực hư thế nào, nên không thể nhận món quà này được. Hay là để chị hai con về nói rõ rồi tính tiếp được không bà? Bà Lan mỉm cười Diệu Linh rồi khen. Con bé này cũng biết ăn nói lắm, chất giọng nghe cũng rất êm tai. Vậy chị hai con đâu rồi? Kêu chị hai con về nói vài câu là con và mẹ sẽ hiểu ngay. Có điều chuyện cưới gả vẫn nên để người lớn định đoạt thì hơn. Lúc này ngoài cửa, Diệu Nhi đã về đến nơi. Cô vội vã chạy vào nhà thì nhận ngay cái nhìn đầy chất vấn của bà Tâm. Thấy nhà có khách, cô cũng lịch sự cúi đầu chào hỏi. Con chào bà, không biết bà là ai vậy ạ? Con là Diệu Nhi. Dạ đúng là con. Không biết con có quen biết thế nào với bà vậy? Vậy thì tốt quá. Bà là bà nội của Trịnh Nam Du. Nói theo vai vế thì là bà cố của đứa bé trong bụng con đó. Bà Lan nói vậy làm cô khẽ giật mình. Đứa trẻ? Sao bà lại biết chuyện đứa trẻ được chứ? Cô cũng chỉ vừa mới biết thôi mà. Cô nhìn bà Tâm cùng Diệu Linh, thấy ai cũng hoang mang nhìn mình mà run rẩy đến nỗi người cũng vã mồ hôi. Bà có nhầm ai không ạ? Con không biết ai tên Trịnh Nam Du cả. Nhưng mà cho dù là ai đi chăng nữa con cũng không quan tâm lắm. Mẹ con đang bệnh nên không tiện nghe mấy chuyện linh tinh. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mong bà rời khỏi, cho mẹ con nghỉ ngơi được không ạ? Đối với sự kiên quyết phủ nhận của cô, bà Lan không muốn nói thêm hay ép buộc vì lo hình tượng của mình sẽ không còn tốt. Bà giấu nhẹm sự bất khả ái vào trong rồi nhàn nhã đứng lên nhìn cô bằng đôi mắt viên đạn biết cười. Chuyện này cũng không thể quyết định gấp gáp, cũng phải cho cả nhà cô có thời gian để suy nghĩ. Thôi vậy, tôi đi về trước. Có chuyện gì cô có thể đến Trịnh gia tìm tôi. Bà Mộc Lan oai nghiêm rời khỏi. Trong căn nhà nhỏ của bà Tâm lúc này lại chìm xuống một khoảng lặng vô hình. Khoảng lặng mà khiến cô phải ngộp thở vì không biết nên làm gì để phá vỡ nó. Diệu Nhi, có thể nói cho mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Diệu Linh cũng có cùng một suy nghĩ, nó lên tiếng hỏi dồn. Chị hai, mấy lời bà ta nói có phải thật không? Chị và cháu trai bà ta đã có... Diệu Nhi tay nắm chặt vạt áo, khóe môi cũng cắn đến bật máu bên trong. Phải, con đã có thai rồi. Bà Tâm đã cố nén cảm xúc tan hoang trong lòng. Có đánh chết bà cũng không dám tin đứa con gái mà bà luôn hãnh diện bây giờ lại trở nên như thế. Bà không bao giờ tin lời người ngoài để nghĩ oan cho con gái mình. Nhưng mà mấy lời này bây giờ lại xuất phát từ miệng của cô, khiến bà quặn thắt đến rơi nước mắt. Sao vậy hả Diệu Nhi? Mẹ đã dạy con thế nào con quên hết rồi sao? Dù chúng ta có nghèo có khổ cũng không được bán mình. Con nói cho mẹ biết đi, có phải vì ca phẫu thuật của mẹ nên mới có sự hiện diện của đứa bé này không? Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn đâu nên đừng kích động. Mọi chuyện không phức tạp như mẹ nghĩ. Mẹ yên tâm, con sẽ giải quyết tốt chuyện này. Giải quyết thế nào? Khi trong người của con đã mang dòng máu của cháu nhà người ta. Nhà chúng ta đã khổ sở lắm rồi. Người đời đã đủ phỉ nhổ rồi. Bây giờ con muốn họ lại nói trên đầu chúng ta rằng con không chồng lại có con. Rằng bà mẹ vô năng này không biết cách dạy con hay sao? Đúng là cô cũng đang bối rối về chuyện này. Bà Tâm bệnh tim. Từ khi cô lớn lên đã biết mọi người xung quanh thường hay buông những lời ác nghiệt thế nào, khiến cho bệnh của bà trầm trọng như ngày hôm nay. Cô sợ cho bản thân mình một, nhưng lại sợ miệng đời lần nữa bổ báng lên bà Tâm lần nữa đến 10. Cô chậm bước đến chỗ bà Tâm, không nói thêm câu nào liền quỳ xuống đất, rồi ngả đầu lên đùi bà. Mẹ, con bây giờ cũng không biết làm sao. Con thực sự rắc rối. Lúc làm ra những chuyện này con cũng không nghĩ hậu quả sẽ nặng đến thế. Mẹ ơi, con xin lỗi. Lần này là do con đi sai rồi. Con lại làm ảnh hưởng đến mẹ và Diệu Linh. Con đã đi trái lại lời thề rằng sẽ bảo bọc hai người cả đời. Con thật sự không biết phải làm sao. Con không thể bỏ đứa bé vì nó là con của con. Nhưng nếu giữ lại nó thì con sẽ không còn khả năng lo lắng cho mẹ và Diệu Linh. Con phải thế nào đây hả mẹ? Diệu Linh ngồi bên cạnh nghe vậy cũng khóc thút thít. Nó trượt người xuống đất sau đó ôm chầm lấy cô. Sao chị phải khổ như vậy hả chị hai? Em đúng là một đứa vô dụng khi không thể làm điều gì đỡ đần được cho chị. Bây giờ chị hai khổ mà em cũng không biết phải làm sao mới giúp được cho chị đây. Bà Tâm nhìn hai cô con gái trước mặt mà đau đớn đến nỗi không thiết sống. Sao bà có khả năng sinh ra hai đứa con mà lại không có sức để nuôi nấng cho đàng hoàng? Cả đời bà đã khổ rồi, bà không muốn hai đứa con sau này cũng phải khổ theo. Diệu Nhi, con có còn nghe lời mẹ nữa hay không? Diệu Nhi ngẩng mặt lên nhìn bà. Có, đương nhiên là có. Diệu Nhi không nghe lời mẹ thì biết nghe lời ai? Vậy thì con lấy cậu ta đi. Mẹ nói sao, nhưng mà con... Quá khứ của mẹ từng không được cả nhà ba con chấp nhận nên mới khổ sở kể từ khi ông ấy đi theo người phụ nữ khác. Nhưng con thì khác. Mẹ thấy phú bà lúc nãy đến đây nói chuyện với chúng ta cũng rất kiêng dè. Bà ta giàu như thế, chỉ một cuộc gặp mặt đơn giản cũng dẫn theo nhiều người hộ tống. Con nghĩ xem, cái chuyện cưới xin thế này, bà ta có thể thuê bà Mai đến để nói chuyện, chứ không cần đích thân ra mặt. Chính vì thế mẹ thấy tư cách của bà ta không hề xấu. Người ta đã vì đứa cháu chưa ra đời này mà chịu nhìn nhận con, thì đó cũng là một chuyện tốt. Nhưng nếu con đi lấy chồng rồi, thì ai sẽ lo lắng cho mẹ và Diệu Linh đây? Mẹ ơi, con không muốn. Ngốc quá, mẹ đã già cả rồi. Ai biết được hôm nay còn thở, ngày mai lại lười biếng. Còn Diệu Linh nó cũng đã lớn, học thì cũng sắp ra trường. Nếu nó chịu khó một chút, thì có thể vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm. Con không cần phải lo những chuyện này nữa. Bỏ bớt một chút gánh nặng xuống để lo cho bản thân mình đi, con gái của mẹ. Nói xong cả cô và Diệu Linh cùng nhau ôm chầm lấy bà rồi khóc như mưa. Kỷ niệm thì thường gặp những chuyện tai bay vạ gió. Ba người bọn họ đúng là như vậy. Nam Du quay trở lại công ty mà đầu óc không thể tập trung được như trước. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bên cạnh mình sẽ có một cô gái nào tiếp theo. Đối với vấn đề mà bà Mộc Lan yêu cầu, thực sự cũng khiến anh suy nghĩ bận tâm rất nhiều. Cốc cốc, vào đi. Người đang bước vào phòng là trợ lý của anh, Thành Dương. Cậu ta vào trong là mang theo cho anh một tin tức. Có chuyện gì vậy? Trịnh Tổng, em vừa nghe ngóng được bà nội anh vừa đến nhà của cô gái kia trở về. Cô gái kia? Dạ, là cô gái tên Diệu Nhi, người đang mang thai con của anh. Nam Du nhíu mày đăm chiêu. Bà nội ra tay nhanh như thế à? Vậy rồi kết quả ra sao? Dạ không thành, cô gái kia không chấp nhận nên bà nội anh đã quay về. Cái gì? Cô ta dám không đồng ý chuyện nội tôi nói? Nghĩ mình là ai chứ? Chuyện này thì em không biết, em chỉ đến báo tin cho anh hay thôi. Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi, chuyện này để tôi tự giải quyết. Dạ. Tối hôm đó Diệu Nhi không nghỉ làm ở nhà mà tiếp tục chạy xe ra chỗ cũ. Mặc dù bà Tâm và Diệu Linh đã khuyên rất nhiều, nhưng những lúc tâm trạng rối bời này mà cô còn chôn chân ở nhà nữa thì chắc chắn sẽ điên lên mất. Đúng lúc cô không để ý, mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thì cánh tay cô lại bị ai đó nắm chặt có ý kéo đi. Ngẩng mặt lên đã thấy Nam Du lạnh lùng sát bên. Anh làm gì vậy? Cô đi theo tôi. Tôi không đi, ngu xuẩn. Anh buông một câu, sau đó kéo tay cô xuống xe. Chú xe ôm bên cạnh thấy cảnh giằng co liền định lên tiếng. Thế nhưng anh đã nhanh hơn mọi người ở đó một bước vì lên tiếng khẳng định. Tôi là chồng của cô ấy. Nói rồi anh cũng thành công đưa cô ngồi ngay ngắn vào xe mình. Cô đang có thai nên cũng không dám hoạt động mạnh. Chứ nếu như bình thường chắc có lẽ cô đã đá bay người đàn ông chướng mắt này rồi. Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Chúng ta có chuyện gì đâu để nói. Anh không trả lời mà chỉ cho xe chạy đi. Cô bực bội nên cũng muốn xem thử anh có thể làm gì được mình. Lá gan của hai người không ai chịu nhỏ hơn ai, nên suốt dọc đường đi chỉ có thể đấu tranh lạnh. Nam Du cuối cùng cho xe tấp vào một con hẻm vắng. Nơi đây đủ để riêng tư cho hai người nói chuyện một phen. Cô nói đi, tại sao lại từ chối ý tốt của nội tôi? Cứ tưởng là chuyện gì, nào ngờ lại gặp một đứa trẻ có hiếu. Cô cười khẩy một cái, sau đó đanh thép trả lời. Chỉ cần làm việc của bà nội anh muốn là tôi phải chấp nhận à? Đừng cứng đầu, cô đang mang trong mình giọt máu của tôi. Nếu bây giờ còn không chịu nghe lời, thì cô định xử lý nó thế nào? Định bỏ nó à? Sao tôi phải bỏ khi nó là con của tôi? Tôi giữ lại nó nhưng tôi và nó đều không liên quan gì đến anh. Lần này lại chính là Nam Du cười khẩy. Cô đừng để tôi nhắc lại hoàn cảnh bây giờ của nhà cô. Giữ lại đứa trẻ này cô làm sao qua được miệng lưỡi thiên hạ. Mẹ của cô bệnh nặng như thế, nếu còn tiếp tục bị người đời nhổ nước bọt thì liệu sống được mấy ngày nữa. Cô quyết định sinh đứa bé này ra, tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng nếu sinh ra rồi cô lấy gì để nuôi nó? Còn mẹ và em gái của cô ai sẽ lo lắng? Thì ra anh biết hết những lo lắng trong lòng cô, nhưng cô vẫn muốn cứng đầu xem anh còn bày ra được trò gì nữa. Vậy thì đã sao? Tôi không tin tôi sinh nó ra được mà không thể lo cho nó được. Đối diện với cô gái không chịu khuất phục này, anh chỉ có thể nói ra kế sách của mình. Tôi không có thời gian ở đây để cãi cọ với cô. Chúng ta ban đầu gặp nhau chính là bằng một cuộc giao dịch. Bây giờ tôi cũng có một cuộc giao dịch rất có lợi cho cô. Mặc dù tôi cũng không có ý muốn lấy cô, nhưng mà trước mắt muốn cô phải nghe theo sắp xếp của bà nội tôi. Đổi lại tôi sẽ giúp cô giải quyết gánh nặng hiện giờ. Chỉ cần cô chịu về nhà tôi an tâm tịnh dưỡng và sinh ra đứa trẻ này, tôi sẽ lo lắng tất cả từ việc thuốc thang cho mẹ cô lẫn việc học hành của em gái cô. Hơn nữa tôi còn mang họ đến một căn nhà khác, có điều kiện hơn một chút, cho họ một cuộc sống an nhàn thoải mái. Đối với cuộc giao dịch này cô chỉ toàn có lợi chứ không hề có hại. Cô vừa được ăn ngon mặc đẹp, đứa trẻ này sinh ra cũng ở trong môi trường tốt nhất có thể. Người nhà cô cũng được thăng hạng cuộc sống. Như vậy còn điều gì không thỏa đáng nữa không? Cô không chấp nhận bán mình, nhưng khi nghe được những điều kiện tốt thế này cô lại nghe nhẹ nhõm. Không phải cô tham vật chất hay tiền bạc từ người đàn ông này, nhưng mà ít nhất bây giờ nếu cô gật đầu đồng ý thì mẹ và em gái sẽ không phải khổ sở khi không có cô ở cạnh chăm sóc. Còn bản thân cô bước về căn nhà đó là phúc hay là họa vốn dĩ vẫn chưa thể biết được mà. Được, tôi đồng ý. Thỏa thuận đã xong, Nam Du lại thấy thất vọng thêm một bậc. Đúng thật là loại phụ nữ hám danh hám lợi có khác. Là bà Mộc Lan không nói ra lợi ích cô được nhận nên mới không đồng ý. Còn bây giờ, sau khi nghe một loạt lợi ích thì không cần suy nghĩ cũng đồng ý ngay. Nam Du lái xe đưa cô về nhà, nhưng cô lại muốn chạy xe của mình nên vội lên tiếng. Tôi muốn đến quán bar, xe tôi còn ở đó. Chiếc xe đó đáng giá bao nhiêu tôi trả gấp đôi. Anh đừng tưởng có tiền thì mua gì cũng được, mau đưa tôi về đó, không thì để tôi xuống đây tôi tự đi. Khóe môi Nam Du cong lên. Nhưng mà tôi lại thấy tiền có thể mua được tất cả. Chỉ cần một ngày còn có người cần tiền thì ngày đó tiền vẫn còn sức mạnh. Nhưng tôi không cần, mau dừng xe lại. Con gái nó có là không, nó không là có. Hay cô chê cái số gấp đôi à? Nói đi, chiếc xe đó cô muốn bao nhiêu? Nhảm nhí, anh không dừng đúng không? Được. Cô không ngại mở cửa xe, dây an toàn sau đó cũng bị tháo ra. Nam Du nhìn cảnh đó mà hết hồn, phải thắng gấp xe lại. Cô bị điên rồi sao? Không muốn sống nữa à? Diệu Nhi bước nhanh xuống xe, cô đâu có điên mà định nhảy xuống thật. Chẳng qua chỉ là một trò chơi tâm lý khiến anh phải khuất phục mà thôi. Những lời ngạo mạn đó của anh tôi đây không nghe nổi. Đem mà đi nói với những người bám đuôi theo anh đấy. Công kích tôi hả? Đối với tôi không có tác dụng đâu, đi đây. Cô! Nam Du nổi giận trừng mắt theo bóng cô. Nhưng mà có làm gì cũng vô dụng. Cô vốn không phải dạng sẽ ăn hiếp. Trong hoàn cảnh nào cũng sẽ có cách để mình giảm đi sự thiệt thân mà thôi. Nam Du về đến nhà. Bà Mộc Lan đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách rất lâu. Anh vừa đi vào, bà cũng vừa buông tách trà trong tay đặt xuống bàn. Nghe nói con đã đi gặp Diệu Nhi. Sao vậy? Miệng nói không muốn, nhưng lại đi tìm cô ta. Anh còn bực tức chuyện ban nãy, nên ngồi xuống bất mãn. Cô ta chịu về nhà chúng ta rồi, tiếp theo nội định làm gì? Bà Mộc Lan cười to. Thì làm như đã định chứ còn sao nữa. Ngay trong sáng hôm sau, bà Lan lại đích thân đến nhà cô một lần nữa. Lần này bà Tâm đã biết trước nên cố tình ăn mặc lịch sự hơn một chút. Nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Hoa và trái cây, bánh kẹo cũng được bày một ít trên bàn đãi khách quý. Bà Lan vẫn vui vẻ như hôm qua. Cái cách mà bà niềm nở lại càng lấy được lòng tin từ bà Tâm. Biết bà đến mà nhà tôi còn nhiều thiếu sót trong việc đãi khách nên bà thông cảm. Có sơ suất gì bà cũng bỏ qua cho. Không sao, tôi chủ yếu đến đây nói chuyện chứ không phải để ăn uống nên bà yên tâm. Thôi được rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi. Con bé Diệu Nhi nó đã đồng ý cho vấn đề hôn sự với cháu trai tôi. Còn ý bà thấy thế nào? Chuyện này nên dàn xếp sao đây? Dạ, chuyện đã đến nước này thì tôi cũng chỉ dám nghe theo ý của bà. Con dại thì cái mang. Tôi chỉ mong con bé được cháu trai của bà chăm sóc tử tế sau khi kết hôn. Còn ngoài ra tôi không bán con gái nên cũng không có yêu cầu gì về việc sính lễ. Nếu bà nói vậy thì tôi cũng nói luôn. Việc tổ chức một hôn lễ trịnh trọng thì tôi có đầy khả năng. Nhưng Diệu Nhi đang có thai, khách khứa của chúng tôi thì đông đúc. Mời không hết thì thất lễ, mà mời hết thì tụi trẻ không chào hỏi xuể. Nên thôi trước mắt cứ để chúng cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Sau khi con bé sinh rồi, sức khỏe ổn định, rồi tôi sẽ bù cho hai đứa một buổi lễ thật đàng hoàng. Bà thấy tôi nói vậy có được không? Bà Tâm có chút khựng lại. Tuy nhìn ngoài mặt thì bà Mộc Lan đúng là đang rất có thiện cảm với nhà mình. Nhưng sau cảm giác của bà Tâm lại thấy bất an đến kỳ lạ. Diệu Nhi từ nãy đến giờ đứng đằng sau. Nghe bà nói vậy cô cũng đồng ý trong lòng rồi. Dù gì cũng không yêu nhau, có đám cưới hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là có tờ đăng ký kết hôn thì xem như đôi bên cũng đã có sự ràng buộc hợp pháp rồi. Cô âm thầm níu nhẹ áo bà Tâm. Bà cũng hiểu ý con gái, thuận nước thì đẩy thuyền. Bây giờ Diệu Nhi đã ngồi lên trên thuyền nhà người ta. Nếu bà còn không đẩy thì e là không ổn. Được, giải quyết chuyện này nhẹ nhàng vậy cũng ổn. Con bé có thai rồi, nếu đám cưới lúc này cũng bất tiện. Thôi thì tôi mong gia đình bà hãy yêu thương con bé. Dù có thế nào cũng nhẹ nhàng khuyên bảo nó, chứ đừng đối xử hà khắc mà tội cho con gái của tôi. Chuyện này thì bà yên tâm. Chúng tôi có thành ý đến đây thế này mà hà khắc cái gì? Nói rồi bà Tâm đưa ra một quyển sổ đỏ. Đây là ngôi nhà không to lắm, nhưng cũng đủ để hai mẹ con bà Tâm và Diệu Linh dọn đến ở. Đây cũng là điều kiện đã thỏa thuận của anh và cô. Thời gian gấp rút nên tạm thời sổ đỏ chưa thể sang tên. Nhưng bà Mộc Lan đã hứa sẽ nhanh chóng làm điều đó, để bà Tâm đứng tên căn nhà. Bà Tâm mới đầu còn không nhận, vì đã xác định ngay từ đầu là không bán con nên không muốn nhận thứ gì quá đắt từ nhà họ Trịnh. Thế nhưng sau vài lời nhỏ tiếng của Diệu Nhi, bà cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Vài ngày sau, Nam Du cùng cô đã dắt tay nhau đến nơi đăng ký kết hôn. Sau một lúc làm thủ tục, cuối cùng cả hai cũng bước ra khỏi nơi đó với cái danh là vợ chồng hợp pháp. Ngồi vào xe, anh lái chậm rãi ra đường lớn. Cũng không biết là anh định đi đâu nên cô quay sang hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh lạnh lùng đáp. Chẳng phải nói là đến nhà tôi ở sao? Bây giờ đưa cô đi mua quần áo, thêm một vài đồ dùng linh tinh nữa. Sao phải mua? Mấy cái đồ đó tôi có rồi, cũng đã chuẩn bị xong hết. Anh đưa tôi về nhà lấy đi. Quần áo đó của cô có thể mặc khi bụng to không? Cô nên nhớ mình đang có thai đấy. Nhưng mà bây giờ bụng tôi vẫn chưa to. Tôi muốn mặc quần áo của mình mới thoải mái được. Anh đưa tôi về lấy đi. Cô lại... Anh lên tiếng phản bác. Cô không muốn nói nhiều, vì biết có nói cũng vô ích, nên chỉ có thể dừng lại cách cũ. Không biết nó còn tác dụng đến bao giờ, nhưng ít nhất hiện tại nó là quân bài duy nhất để cô không bị anh dùng tiền đè bẹp. Nam Du thật sự đã và đang rất giỏi trong việc kiềm chế cơn nóng giận bất mãn của mình. Anh mím môi không nói, sau đó cho xe quay về nhà cô. Xe vừa đến đầu ngõ, trong tầm mắt cô đã hiện lên một bóng xe hơi cũng mang một màu đen huyền bí như xe anh. Cô biết chủ nhân nó là ai, đến tìm mình có chuyện gì. Nhân lúc còn xa cô tranh thủ nghĩ nên làm gì rồi mới thận trọng xử lý. Xe Nam Du dừng trước đầu xe Thế Vũ. Hai chiếc xe đối đầu nhau giống như dự đoán trước tương lai của cả ba người vậy. Cô mở cửa xe, Nam Du khẩy môi nhìn Thế Vũ rồi lạnh giọng. Tình nhân của cô à? Biết anh lại nói kháy, cô liền bình tĩnh cong môi. Phải thì đã sao? Cô nên nhớ thân phận hiện tại của mình, đừng có vô tư thích làm gì thì làm. Cái thân phận này tôi nhất thời không có chút ấn tượng nào, nhưng tôi sẽ cố nhớ, anh yên tâm. Cô không muốn đôi co nên bước vội xuống xe, rồi thẳng hướng đến chỗ Thế Vũ mà đi tới. Thế Vũ có lẽ đứng đây đợi cô đã lâu. Từng hạt nắng rớt rơi trên làn da trắng khiến nó thoáng đỏ dần lên hết. Anh tìm tôi à? Thế Vũ đến đối diện cô bắt đầu chất vấn. Em có thể nói cho tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra với em không? Hắn ta là ai? Chuyện riêng của tôi nên chắc tôi cũng không có nghĩa vụ nói rõ với anh đúng không? Anh về đi. Sau này đừng tìm tôi nữa. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Cô quay lưng vào nhà. Thế Vũ không cam tâm bèn tiến tới, níu lấy cánh tay cô muốn kéo lại gần. Không ai biết cõi lòng anh ta đang gào thét đau đớn đến thế nào. Bao năm qua, anh ta là người luôn âm thầm dõi theo cô, âm thầm quan tâm cô. Anh ta cũng là người giúp đỡ cho cô mỗi khi gia đình có chuyện. Cứ nghĩ như thế cô sẽ chịu ngoảnh đầu lại nhìn nhận tình cảm của mình. Lời yêu cứ mãi chôn giấu trong đáy tim chưa một lần dám thổ lộ. Để rồi chỉ thiếu đi một câu anh yêu em mà anh ta đã để lỡ cô cả một đời này mất rồi. Diệu Nhi, em kết hôn với hắn thật sao? Cô không quay đầu nhìn Thế Vũ, nhưng đằng sau tấm lưng nhỏ bé đó là cái nhắm mắt đầy nuối tiếc áy náy của cô. Phải. Em yêu hắn. Phải. Thế Vũ lắc đầu, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên từng dòng. Không, em nói dối. Em chưa từng tiếp xúc với người khác giới nào ngoài tôi. Diệu Nhi, có phải em đang có khổ tâm nào đó đúng không? Có phải vì tiền phẫu thuật cho mẹ em lần đó nên em mới phải bán mình? Có phải vì cái thai này mà em gượng ép mình phải gả cho hắn không? Anh đừng hỏi nhiều quá. Tôi đã nói đây là chuyện riêng của tôi rồi nên... Cái gì là chuyện riêng của em? Chuyện của em từ lâu đã là chuyện của tôi rồi. Diệu Nhi, em đừng như vậy mà được không? Em như thế sẽ không thể quay đầu được đâu. Nếu em sợ người đời dị nghị thì tôi có thể nhận đứa bé trong bụng em làm con. Tôi yêu em, tôi chấp nhận tất cả những gì thuộc về em. Diệu Nhi, xin em đó. Em đừng dại dột mà em. Đừng nói nữa. Chuyện của tôi không cần anh lo. Anh về đi. Anh còn ba phải chăm sóc. Đừng vì tôi mà sau này phải hối hận. Anh rất tốt. Vì thế tôi nghĩ anh xứng đáng có được người tốt hơn bên cạnh. Còn tôi đến đây là được rồi. Cô biết những lời nói ra sẽ làm Thế Vũ đau lòng. Nhưng anh ta thật sự là một người rất tốt. Bản thân cô tự cảm thấy không xứng đáng nên không muốn làm tổn thương anh ta thêm nhiều nữa. Nam Du lúc này đã đứng chờ sẵn ở cổng. Chỉ cần cô bước vào là cả hai cùng nhau vào nhà mang quần áo ra xe. Thế Vũ đứng từ sau nhìn theo bóng hai người trước mắt mà con tim đã khô héo đến không còn rỉ máu được nữa rồi. Hôm nay vừa hay là ngày bà Tâm phải tái khám. Đây không phải là lần duy nhất sau ca phẫu thuật phải tái khám, nên cô để cho Diệu Linh tập dần chuyện dẫn bà đi một mình. Hơn nữa cô không muốn cảnh cô mang đồ đạc ra khỏi nhà lại khiến bà xót xa, nên cô đành âm thầm thì hơn. Ở cổng sân bay nội địa, một cô gái với vẻ bề ngoài trẻ trung năng động đang kéo theo vali ra ngoài. Cô ấy vừa đi vừa nói chuyện điện thoại bằng chất giọng khá khó chịu. Em về đến nơi rồi nè, khổ, mẹ anh bệnh thế nào rồi? Đang đi du lịch mà đột nhiên anh về sớm nên em cũng không còn hứng để chơi nữa. Em thông cảm, đừng giận anh nha. Anh chỉ có một người mẹ này thôi, nên nghe mẹ bệnh là anh phải tức tốc về liền. Em về đến đâu rồi để anh ra đón? Thôi em đi taxi về cũng được. Anh ở đó lo cho mẹ mau khỏe đi, rồi còn đi chơi với em nữa. Chuyến du lịch dài đến tận 2 tuần. Cứ tưởng sẽ được cùng anh chơi cho thỏa thích. Nào ngờ mới được 5 ngày là anh đã về mất, nên em vẫn còn thấy chưa đủ đây này. Vậy thôi, lần sau anh sẽ bù đắp cho em được không? Em đừng giận anh mà. Giận anh á? Giận anh thì chắc phải giận nhiều đến nỗi em già nua đi mất. Thôi em cúp máy nha, em ra đến cổng sân bay rồi. Cô gái vừa định tắt máy thì người đàn ông bên kia lại ấp úng lên tiếng. À, Nam Thư, anh... Nghe qua chất giọng này thì cô ấy cũng đủ đoán được người đàn ông của mình đang cần điều gì. Nam Thư tặc lưỡi một cái sau đó thở ra. Anh lại không có tiền để lo cho mẹ đúng không? Nếu thiếu thì cứ nói chứ sao lại ấp úng. Em với anh còn xa lạ gì nữa sao? Ừ, ai lại lấy tiền của bạn gái mã như thế mà coi được. Anh cũng có sĩ diện của mình chứ. Có điều lần này mẹ anh bệnh cho nên... Thôi em biết rồi, lần này cần bao nhiêu? 50 triệu. Cái gì? Lần trước bác gái bệnh thế nào mà phải trị với số tiền cao quá vậy? Chẳng phải mấy lần trước chỉ tầm hơn 10 triệu thôi sao? Mẹ anh bị thận mà. Mỗi lần phát bệnh là mỗi lần tốn kém các chi phí khác nhau. Lần này thận của mẹ anh quá yếu, cho nên cần rất nhiều xét nghiệm đắt tiền. Thuốc thang để uống cũng thuộc hàng nhà giàu mới mua được. Em cũng biết kinh tế của anh rồi đó. Trong phút chốc anh không thể xoay sở nổi số tiền này đâu. Thôi vậy, coi như là anh vay em đi. Khi nào anh có thì anh sẽ trả cho em chịu không? Nam Thư suy nghĩ một chút, sau đó lại hạ giọng. Thôi, em biết hoàn cảnh của mẹ con anh mà. Nếu yêu anh thì em phải chấp nhận thôi. Vậy anh đợi em về nhà tìm cách hỏi tiền của anh hai cái đã. Anh hai khắt khe nên không cho em mang theo nhiều tiền đâu. Anh cũng biết rồi mà. Vậy thì khó cho em quá. Cũng may là còn có em, chứ không anh cũng không biết giải quyết thế nào nữa. Toàn là mấy lời nói nịnh bợ thôi. Em cúp máy đây. Nam Thư tắt máy, sau đó sẵn tay ngoắc một chiếc taxi đến. Cô ấy cho xe đi thẳng về nhà họ Trịnh. Trên đường đi cũng suy nghĩ rất nhiều lý do để biện minh và vòi vĩnh tiền của Nam Du, anh hai mình. Nào biết rằng thứ mình đụng độ đầu tiên lại không phải là người anh trai khó tính, mà chính là người chị dâu, danh có chính, ngôn cũng có thuận. Tại nhà họ Trịnh, hôm nay bà Mộc Lan có buổi hẹn gặp những người bạn trong họ cao tuổi nên không có nhà. Lúc Nam Du đưa cô về cũng chỉ có những người giúp việc trong gia đình tiếp đón. Sau khi cùng cô vào phòng riêng của hai người, anh liền nói ra một loạt tất cả những quy định mà bản thân tự đề ra. Cô về đây sống chung với tôi trên danh nghĩa vợ chồng, cho nên không thể sống riêng phòng để bị người khác chê cười. Trước mắt cô cứ ở đây cùng tôi, nhưng mà tôi cũng có rất nhiều điều cấm kỵ, tuyệt đối cô không được làm trái. Diệu Nhi rất bỡ ngỡ khi lần đầu tiên được đặt chân vào một ngôi nhà mà cứ ngỡ như cung điện. Mọi thứ đối với cô đều rất xa lạ và mới mẻ. Cô biết từng thước đất, từng chút bầu không khí trong này đều đáng giá bao nhiêu tiền nên đầy cảm giác sợ hãi. Thế nhưng trước mặt người đàn ông này, cô lại bày ra một vẻ bình tĩnh nhất định. Quy định là chỉ một mình anh đặt ra sao? Tôi là người phải phục tùng theo à? Tôi không thể có ý kiến riêng của mình. Vậy cô muốn nói ra ý kiến gì? Tôi cũng không phải là người hà khắc. Nếu điều đó hợp lý thì tôi cũng chấp thuận. Trước mặt những người không biết mối quan hệ thật sự của chúng ta, tôi đồng ý cùng anh diễn tròn vở kịch vợ chồng. Nhưng đằng sau đó tôi không muốn có bất cứ đụng chạm thể xác nào với anh. Một chút cũng không. Nam Du nhếch môi. Đó cũng vừa hay là ý của tôi. Còn điều gì nữa không? Ngoài ra, mọi sự riêng tư của tôi và cả của anh thì không ai được xen vào. Bây giờ tôi mang thai, nhưng mà bụng vẫn còn nhỏ nên không yêu cầu anh chu cấp tiền bạc. Nhưng sau khi cái thai đã lớn, khi tôi không còn làm việc kiếm tiền được nữa thì anh buộc phải chu cấp cho tôi. Không cần nhiều, chỉ cần đủ để em gái và mẹ tôi có cuộc sống ổn định là được. tôi chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Được, nhưng mà có một điều tôi không chấp thuận, đó là cô tiếp tục làm công việc tay chân ở ngoài kia. Bây giờ cô đã làm vợ của tôi trên danh nghĩa, đã bước chân vào nhà này rồi, thì không cần phải làm việc gì cả. Tôi sẽ chu cấp tiền cho cô, đảm bảo dư để cô tiêu xài và lo cho gia đình. Còn việc cô muốn đi làm thì cứ đợi sau khi sinh đứa bé ra rồi tính. Tôi không, đã sống ở gần tôi rồi, thì bỏ ngay cái giọng điệu giả vờ đó đi. Lúc nào cũng nói là mình không cần, nhưng rõ ràng là trong lòng đang gào thét rất cần còn gì. Tôi còn có việc phải làm, đây là tiền mà tôi chuẩn bị cho cô. Ngoan ngoãn mà ở nhà tịnh dưỡng thai cho tốt đi. Nam Du lấy trong túi áo vest ra một xấp tiền với mệnh giá lớn nhất. Cô dĩ nhiên có lòng tự trọng của mình nên không muốn ở không mà nhận tiền của người khác chu cấp nuôi dưỡng. Thấy cô làm ngơ không nhận, anh đặt nó xuống tủ đầu giường, sau đó mặc áo vest vào rồi bỏ đi. Cô mặc kệ số tiền đó nên cũng không thèm nhìn lấy một cái. Vali quần áo vẫn còn đang ngổn ngang nên cô qua đó từ từ treo quần áo vào tủ. Nam Du vừa đi khỏi không bao lâu thì Nam Thư lại về đến nhà. Nó đã xin phép bà Mộc Lan và Nam Du rằng đi du lịch 2 tuần mới về, cho nên lúc này không ai biết sự hiện diện của nó ở nhà. Lúc vào đến cửa, Nam Thư thấy có đôi dép lạ nên liền kêu người giúp việc đến hỏi chuyện. Chị Sáu, ôi cô chủ mới về hả? Tôi còn tưởng cô đi chơi đến 2 tuần lận. Tôi có việc nên phải về sớm. Mà này, lại đây tôi hỏi nhỏ. Chị Sáu nhanh chóng lại gần Nam Thư. Nhà mình đang có khách hả? Ở đằng kia có đôi dép lạ kìa. Dạ đúng là nhà mình có người mới, nhưng không phải là khách đâu cô chủ, đó là mợ chủ. Nam Thư nghe 2 tiếng mợ chủ mà phải trợn tròn mắt. Cái gì mà mợ chủ? Là vợ của anh trai tôi sao? Dạ đúng rồi, là vợ của cậu chủ. Cậu ấy mới đưa mợ chủ về hôm nay thôi ạ. Chuyện này bà nội tôi đã biết chưa? Dạ biết rồi, chính bà chủ đã đi hỏi vợ cho cậu chủ mà. Trời, chuyện quan trọng như thế mà sao không ai nói cho tôi biết hết vậy? Bây giờ chị ta đang ở đâu? Dạ đang trên phòng cậu chủ. Chị ta tên là gì? Dạ hình như là Diệu Nhi. Được rồi, chị đi làm việc đi. Trong mắt của nó, ngoại trừ Nam Du ra thì thật sự không có mấy người đàn ông nào là có tài lẫn có sắc như anh. Chính vì thế nó cũng mong muốn chị dâu tương lai của nó sau này sẽ là một người xinh đẹp xuất chúng, tài giỏi vẹn toàn. Diệu Nhi đang sắp xếp quần áo thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Nam Thư mặt mày hùng hồn bước vào trong nhưng lại quên mất phép lịch sự vốn có. Chị là Diệu Nhi. Cô vừa đến đây nên cũng không biết người này là ai. Chỉ là khi bị chất vấn bằng cái thái độ này làm cô thấy lo sợ. Phải, cô là... Tôi là Trịnh Nam Thư, là đứa em gái duy nhất của anh hai tôi. Thì ra là anh vẫn còn một đứa em gái, vậy mà cô chưa từng nghe qua nên có vẻ hơi lo xa rồi. Chào em, chị... Chào cái gì mà chào chứ? Chị có tư cách gì mà kêu em xưng chị ngọt xớt vậy? Nhìn tới nhìn lui tôi không thấy chị có điểm nào thích hợp với anh trai tôi cả. Có phải chị đã dụ dỗ anh ấy hay là lén lút lên giường của anh ấy để có được vị trí này không? Cô vốn không muốn gây sự bởi vì đây là ngày đầu tiên cô đến ở đây. Nhưng mà đứa em gái này hình như kiểu cách nói chuyện, đối xử với người khác không khác gì anh trai của mình là mấy. Mở miệng ra thì toàn là gai nhọn, khiến người khác thấy vừa đau nhức lại vừa ngứa ngáy. Tôi không biết mình đã chọc giận gì cô, cho nên mình có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau không? Thì tôi đã thẳng thắn nói ra vậy rồi. Có phải chị đã dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ anh trai tôi không? Có phải chị thấy anh ấy xuất sắc lại giàu có, cho nên muốn bám vào để làm con dâu hào môn không? Chị không biết em được học hành thế nào, mà đầu tiên là vào phòng người khác không chịu gõ cửa, sau nữa là nói chuyện với người lớn hơn mình, nhưng mỗi câu từ nói ra đều là châm biếm và mạt sát người khác. Cho dù tôi không được cô công nhận là chị dâu, nhưng mà dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cô. Nếu cô đã không nhã nhặn lịch sự nói chuyện với tôi, thì tôi cũng không cần mất thêm thời gian để tiếp chuyện với cô nữa. Mời cô ra ngoài cho, tôi còn đang nhiều việc phải làm. Chị dám đuổi tôi? Tôi không đuổi, là tôi đang mời cô. Chị nghĩ mình là ai mà dám? Tôi không nghĩ mình là ai hết, nhưng đây là chỗ riêng tư của tôi. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện mà chỉ muốn nghỉ ngơi nên mời cô ra ngoài. Còn nếu cô không muốn thì cứ tự nhiên tìm chỗ mà ngồi. Tôi đi ngủ. Vừa dứt câu cô không kiêng dè ai hết mà nhanh chóng lại phía giường nằm xuống. Sau đó đắp chăn lại thiêm thiếp đôi mắt. Nam Thư nhìn cảnh đó, lửa giận trong lòng vốn đã nóng, nay lại càng thấy bốc hỏa hơn. Nhưng ngay sau đó, tầm mắt của cô lại nhìn thấy xấp tiền trên tủ đầu giường. Trong đầu nó liền hiện lên những ý nghĩ xấu xa ngay lập tức. Chị được lắm, nếu đã muốn đối đầu với tôi như thế, thì để xem đến cuối cùng ai sẽ thắng. Nghĩ ngợi một lúc, nó liền đi tới cầm xấp tiền trên tay. Nó còn cố tình đập xấp tiền đó lên bàn tay, tạo ra tiếng lẹp xẹp lẫn mùi tiền bay khắp nơi. Đôi mắt nó thi thoảng nhìn cô, rồi lại nhìn đến số tiền. Đôi mắt láo liên sau đó lên tiếng. Còn nói không phải là cái loại vòi vĩnh tiền của anh trai tôi đi. Số tiền này hẳn là của anh trai tôi chu cấp cho chị đúng không? Diệu Nhi lại bị làm phiền nên khó chịu nhăn mày. Tôi không biết gì về số tiền đó. Nó vẫn là của anh trai cô nên đừng ăn nói hàm hồ. Quân tử vậy sao? Tiền của anh trai tôi mà chị cũng không cần à? Đây là đang chê số này ít quá nên mới là mình làm mẩy. Không phải ai cũng ham tiền giống như cô nói đâu. Số tiền đó tôi không cần. Nếu thấy tiếc của cho anh trai cô thì giúp tôi mang nó trả lại cho anh ấy. Dù gì tôi có trả nhưng anh ấy cũng không nhận. Dù có bất mãn vì người chị dâu này, nhưng mà số tiền vừa hay đúng ý Nam Thư. Sắp tiền này nhìn thoạt qua chắc cũng khoảng tầm 50 triệu. Vậy là lần này nó không cần phải nghĩ ra cách để nói dối Nam Du lấy tiền nữa rồi. Nó đắc ý cong môi lên một cái, nhưng mà ngay sau đó lại giấu nhẹm đi vì sợ cô nhận ra. Lời cô vừa nói ra, nó liền nhanh tay cất số tiền kia vào túi, rồi tăng giọng. Đây là chị nói không cần đấy nhé. Vậy tôi đi trả cho anh ấy đây, lúc đó đừng có mà hối hận. Nếu được vậy thì tôi cảm ơn, không còn chuyện gì nữa thì mời cô ra ngoài cho. Ở trong này cũng chẳng có gì vui, người trong này càng nhìn lại càng thấy chướng mắt, nên có cho thêm tiền tôi cũng không chịu ở lại đâu, đi đây. Nam Thư hí hửng đi ra ngoài. Lúc này Diệu Nhi mới từ từ mở mắt ra, liền thở dài một hơi. Căn nhà này toàn là những người sống máu lạnh, không có trái tim như thế sao? Mọi chuyện nói ra đều lấy tiền để đong đếm. Liệu vì đứa bé này, vì mẹ và Diệu Linh, mình có thể nhẫn nhịn được bao lâu? Nam Thư vừa rời khỏi phòng cô là đã vội điện thoại cho người yêu của mình bằng một giọng hí hửng. Minh Thành, đoán xem em mang tin vui gì đến cho anh đây. Anh không đoán được, em bật mí cho anh chút đi. Vô vị thật, anh lúc nào cũng không đoán được ý em. Vậy chứ lúc nãy anh muốn xin em chuyện gì? À, là tiền sao? Có rồi à? Đó, nhắc như thế mới nhanh thôi. Anh đang ở đâu vậy? Em đến đưa tiền cho anh. Anh đang ra ngoài mua đồ ăn cho mẹ, em cần anh đón không? Vậy cũng được, tự đến đó thì kỳ quá. Mà anh đến nhà đón sợ nội về đột xuất thì anh bị mắng đó. Thôi, để em ra chỗ mình hay ăn, đợi anh nha. Ừ, vậy em ra đó đi, anh đến ngay đây. Anh nhanh đấy, em đợi. Nam Thư nhanh chóng cúp máy, niềm vui hào hứng biểu lộ qua từng bước chân bay nhảy của nó. Nào biết được bên kia, người nó đang mong lại đang mệt người với ai kia. Minh Thành, anh lại đi tìm con nhỏ đó hả? Lily đang mình trần nằm trong vòng tay của Minh Thành. Bàn tay hắn còn đang nhẹ nhàng lả lướt trên bờ vai trắng nõn nà của cô ta. Ừ, dù gì cũng phải đi mới có tiền chứ. Lily nũng nịu. Em không thích anh đi cùng con nhỏ đó chút nào. Em sao vậy? Em phải ngoan, anh mới kiếm tiền về cho em hưởng thụ nữa chứ. Chúng ta còn có mục tiêu là căn nhà và một cái đám cưới lung linh nữa. Đợi con nhỏ đó cấp cho anh đủ tiền, anh sẽ lập tức bỏ nó cưới em. Chỉ sợ lúc đó anh lại dính nó như keo ấy chứ. Nói bậy không à? Anh mà mê nó thì coi như kiếp này anh bỏ. Nó chỉ được cái có tiền thôi, cũng có chút ít nhan sắc đấy, nhưng nó không biết điều, ăn nói cứ trịch thượng, lúc nào cũng như là má anh. Nó sao so được với em, vừa dịu dàng vừa hiểu chuyện, lại xinh đẹp hết phần thiên hạ. Mấy câu dỗ ngọt của hắn đúng là một liều thuốc vi diệu. Lily đang thấy không vui, vậy mà chỉ trong một chốc đã có lại tinh thần cùng nụ cười đầy uyển chuyển, quyến rũ say lòng người đàn ông bên cạnh. Chạm vạng tối, Nam Du về đến phòng, đã thấy cô đang ngồi ngoài ban công. Nét mặt buồn thoang thoảng của cô thông qua góc nghiêng làm anh khẽ nhìn vài giây. Có điều nó không đọng lại trong anh chút lưu luyến nào, nên ngay sau đó liền thu ánh nhìn lại. Anh lấy quần áo đi tắm. Cô đang thả hồn ngoài trời đêm vì nhớ nhà, nên cũng chẳng quan tâm đến việc anh đã về. Lát sau, khi còn đang miên man buồn tủi, cô lại nghe tiếng Nam Du gọi lớn. Diệu Nhi, cô mau vào đây cho tôi. Chắc là đang tìm chuyện nói móc cô, nên cô nghe nhưng lại làm ngơ. Tưởng anh kêu không được thì thôi, nào ngờ lần sau lại lớn tiếng hơn. Diệu Nhi, cô không nghe tôi kêu à? Cô mau vào đây cho tôi. Cô thấy phiền nên tặc lưỡi miễn cưỡng lên tiếng. Anh không thể yên lặng được sao? Cứ ồn ào mãi thế. Còn bảo tôi ồn ào hả? Khăn tắm của tôi cô mang đi đâu rồi? Nghe vậy cô mới sực nhớ. Lúc dọn dẹp lại thấy có mấy cái khăn bị vứt chỏng chơi trong nhà tắm, nên cô đã tiện tay mang ra. Nghĩ vậy cô đi vào lấy một cái khăn mới trong tủ rồi gõ cửa. Chỉ có cái khăn mà anh la ỏm tỏi lên vậy à? Không chừng huyện bên cạnh cũng nghe thấy tiếng anh hét luôn đấy. Nam Du đưa tay ra ngoài. Cô nhét cái khăn tay vào cho anh. Nam Du không biết cảm ơn còn hằn học. Đồ của tôi, ai cho cô cái quyền dọn dẹp lung tung? Nếu biết sớm thì có cho tiền tôi cũng không có đụng vào đâu. Chẳng qua tôi thấy nhà tắm không nên để khăn trong đó, nên tôi đem dẹp thôi. Sau này đồ của tôi cấm cô không được đụng vào, hiểu chưa? Cô xì một tiếng, sau đó tặng anh một cái liếc rồi đi ra ngoài. Nam Du rời khỏi nhà tắm. Anh vừa đi vừa lau tóc nhìn cô không hài lòng. Lúc đi qua giường, anh để ý thấy sấp tiền cô nói không cần đã biến mất nên cười nửa miệng. Cô đúng là miệng nói một đằng nhưng lại là một nẻo. Một mực nó không cần tiền của tôi, vậy mà thoáng một cái đã không thấy đâu nữa. Sau này cần gì thì cứ nói, chứ đừng làm bộ làm tịch, tôi không thích đâu. Anh nói gì vậy? Thì tiền lúc trưa tôi đưa cho cô, tôi đã cho cô rồi thì có gì đâu mà ngại. Cô cứng miệng nói không cần nhưng cuối cùng vẫn cần đấy thôi. Lời Diệu Nhi tôi đã nói thì không bao giờ nuốt lời. Số tiền đó tôi còn chẳng thèm nhìn, nói chi là đụng đến. Lúc trưa em gái anh về có vào đây nói chuyện với tôi một lúc, nhưng sau đó tôi cũng nhờ cô ấy đem tiền trả lại cho anh rồi. Cô nói dối cũng phải biết cân nhắc một chút. Nam Thư nó đi du lịch chắc khoảng tuần sau mới về. Cô xài tiền thì cứ nói là xài tiền, tôi có trách cô đâu. Sao phải biện bạch nói dối mà còn đổ lỗi cho em gái tôi nữa? Nghe đến đây cô liền tức giận, rồi đến trước mặt anh vấn đáp. Tôi không cần biết vấn đề giữa hai anh em của anh là gì. Tôi đến đây không phải để làm trò tiêu khiển cho mọi người chút giận. Số tiền đó tôi không nhận thì chính là không nhận. Em gái anh đã cầm đi rồi, anh tin hay không thì tùy. Được rồi, nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ điện thoại cho nó rồi ba mặt một lời. Tôi không phải vì số tiền đã cho cô mà kiểm tra cho rõ. Tôi làm vậy không muốn cô tùy tiện đổ oan cho em gái của tôi. Vậy anh cứ tự nhiên, bản thân tôi không làm gì sai nên không có gì phải áy náy cả. Nam Du ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Nam Thư. Anh ghét cái kiểu lúc nào cũng biểu hiện ra như mình không sợ trời, không sợ đất của cô. Tiếng tít tít trong điện thoại vang lên. Rất nhanh sau đó Nam Thư cũng nhấc máy. Em nghe đây anh hai, em đang ở đâu vậy? Em đang đi du lịch với bạn mà. Chẳng phải em đã xin bà nội với anh rồi sao? Vì cuộc gọi được mở loa lớn nên cô nghe xong mấy lời đó mà không khỏi ngạc nhiên trố mắt nhìn. Không để mình bị oan nên cô tiến lại gần rồi nói vào cuộc gọi. Lúc trưa cô rõ ràng đã về nhà rồi mà. Cô còn cầm số tiền trên bàn đi khỏi. Tôi còn nhờ cô đem nó trả lại cho anh hai cô mà. Chị là ai vậy? Tiền anh hai tôi cho tôi không thiếu. Sao chị lại đổ oan cho tôi thế? Cô thật không ngờ Nam Thư lại chơi chẽn đến thế. Rõ ràng cô và nó không có thủ oán. Tại sao nó lại chối bỏ trách nhiệm trong chuyện này chứ? Câu trả lời mà Nam Du cần đã có, nên anh ngay lập tức cúp máy. Lúc này không khí giữa hai người vô cùng sượng sùng. Mọi chuyện theo kiểu tình ngay lý gian. Như thế cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể gột sạch được nỗi oan của mình. Nam Du ngay từ đầu đã không tin cô. Bây giờ nghe những lời Nam Thư nói, anh càng không có cơ sở để tin. Bây giờ cô còn gì để nói nữa? Cô an ức nói to. Tôi không có thì tức là không có. Cho dù ai có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không làm gì sai trái hết. Nam Du không muốn chấp nhất nhiều với cô. nên thở hắt ra một cái rồi nói tiếp. Nghe đây Diệu Nhi, tôi đã nói với cô rằng tôi không quan tâm đến số tiền đó. Nhưng cái tôi quan tâm là chuyện cô dám làm mà không dám nhận, còn đi đổ cho người khác. Lần này xem như tôi nhắc nhở cô. Mong rằng lần sau tôi sẽ không phải nghe những chuyện vô lý thế này nữa. Anh nói xong cũng quay lưng ra ngoài. Cô dù có muốn cãi lại để minh oan cho mình thì cũng không còn cơ hội nữa. Bây giờ cô chỉ biết tự trách mình tại sao lại dễ tin người như thế. Ngày đầu tiên đến đây đã có chuyện không vui rồi. Sau này chắc chắn sẽ nảy sinh ra nhiều chuyện thứ khác phiền toái hơn. Sau vụ việc này, cô nhất định sẽ rút ra kinh nghiệm sâu sắc trong mình. Cùng lúc đó cô sẽ cố gắng tìm ra kẽ hở để lấy lại sự minh bạch cho bản thân. Cũng chính vào lúc đó, Nam Thư đang ngồi cùng Minh Thành trong một phòng karaoke sang trọng. Thấy số điện thoại của Nam Du gọi tới, nó đã biết trước được chuyện gì nên đã cố tình tắt hết tất cả âm thanh để không khí yên lặng trở lại. Nó cũng biết anh sẽ hỏi nó đến số tiền đó nên nó chối bỏ việc mình đã trở về rồi cho chắc ăn. Đây cũng xem như một bài học nó dành cho Diệu Nhi vì dám có thái độ không tốt với mình. Cũng may là trước khi rời khỏi nhà, nó đã dặn dò người giúp việc không được nói chuyện này ra với ai. Đồng thời cũng kêu người xóa hết mấy đoạn camera có ghi lại hình ảnh của nó vào nhà. Vậy là bây giờ chứng cứ xóa sạch, cho dù Diệu Nhi có 8 cái miệng cũng không thể giải oan cho mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái Tình Như Mộng của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.